Tại thành phố Thành Đô, tỉnh Từ Xuyên, vào năm 2000 xuất hiện một tên sát nhân biến thái với thủ đoạn ra tay hết sức dã man. Vụ án ngày hôm nay mà Kỳ án Thế giới sắp đề cập đến đã từng trở thành chủ đề bàn tán xôn xao của dư luận trong suốt khoảng thời gian dài. Mãi đến tận bây giờ, nhiều người Thành Đô vẫn còn ám ảnh với những chi tiết man dợ đó. Câu chuyện này cũng thường xuyên được dân làng kể lại cho thế hệ con cháu họ nghe như một lời cảnh báo. Hãy đón xem video này để biết vụ án ngày hôm nay là gì. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ án Thế giới. Khoảng 23 giờ ngày 5 tháng 7 năm 2000, tại một ngôi làng Dư Ba, thị trấn Hoàng Thủy, thành phố Thành Đô, tỉnh Từ Xuyên, tiếng chó sủa inh ỏi làm phá vỡ không gian yên tĩnh của buổi đêm. Những âm thanh này khiến cho nhiều người dân giật mình. Cảm giác giấc ngủ bị làm phiền, ông Từ đẩy cửa ra ngoài quan sát xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Trong ánh sáng mập mờ, Từ nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông cầm đèn pin rọi khắp nơi, giống như tìm kiếm thứ gì đó. Ông Từ chạy lại thì nhận ra đó là Lưu Tam Đệ, một người hàng xóm của mình. Sau khi hỏi chuyện mới biết, hóa ra Đệ đang đi tìm vợ. Hôm nay cô ấy đi làm như thường lệ, nhưng tới giờ đã quá muộn rồi mà vẫn chưa về nhà. Nhìn thấy nét mặt thẫn thờ và những giọt mồ hôi chảy dài trên trán của đối phương, ông Từ quyết định quay về nhà gọi thêm con trai mình hỗ trợ Lưu Tam Đệ đi tìm vợ. Ba người quyết định tỏa ra nhiều hướng khác nhau, họ chủ yếu đi men qua các con đường chính, lớn tiếng gọi Tạ Mộ Nhuận. Đã hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua, số người đi tìm cũng đã tăng lên gấp đôi, nhưng mãi họ vẫn không thấy Nhuận đâu. Những người đàn ông quyết định quay trở về nhà nghỉ ngơi, rồi sáng mai lại tiếp tục. Trong khi đó, Lưu Tam Đệ với dáng vẻ lo lắng vẫn không ngừng tìm kiếm. Đệ tới nhà đồng nghiệp của vợ, cô Tôn Tiểu Kỳ để hỏi thăm. Kỳ nói rằng hôm nay Nhuận vẫn đi làm như thường lệ, tuy nhiên có vẻ trông khá mệt mỏi, gương mặt hốc hác. Nhà máy tăng ca 3 tiếng, cả hai lấy xe đạp về nhà vào khoảng 8 giờ tối. Hôm nay Kỳ có tiệc, cô ngỏ ý rủ Nhuận qua chơi nhưng Nhuận từ chối, cô ấy nói mình muốn về nhà nhanh vì cảm thấy mệt trong người. Hai người tạm biệt nhau ở ngã ba, chia nhau ra mỗi hướng. Nghe sức khỏe của vợ không tốt, Lưu Tam Đệ nghĩ tình huống cô ngất xỉu trên đường rồi được ai giúp đỡ đưa đi trạm y tế. Sau đó, Đệ vội đến trạm y tế của xã, nhưng kết quả Nhuận không có ở đây. Lo lắng Nhuận gặp chuyện chẳng lành như bắt cóc tống tiền hay là bị bọn xấu tấn công tình dục, Lưu Tam Đệ nhanh chóng đến đồn cảnh sát để trình báo sự việc. Sau khi nhận được trình báo, cảnh sát trấn an Đệ, họ cũng khẳng định sẽ triển khai lực lượng tới địa phương hỗ trợ công tác tìm kiếm. Sáng sớm hôm sau, ngày 6 tháng 7, khi đang tìm hiểu một số thông tin về người mất tích ở nhà Lưu Tam Đệ, cảnh sát nhận được một trình báo bất ngờ từ một người dân sống ở làng Bao Hà kế bên. Người phụ nữ tên Thái Tuần Thượng nói qua điện thoại với giọng điệu hốt hoảng rằng bà không thể tin vào mắt mình, thứ vừa nhìn thấy là một thi thể nữ. Điều tồi tệ hơn là thi thể nữ này khỏa thân và bị rất nhiều vết thương. Thông tin này khiến cho cảnh sát giật mình, viên cảnh sát liền hỏi địa chỉ cụ thể. Lúc này, sau khi nghe thông tin có thi thể nữ được phát hiện ở làng Bao Hà, Lưu Tam Đệ chột dạ, anh lo lắng nói với cảnh sát rằng nhà máy nơi vợ mình làm việc tọa lạc ở Bao Hà. Ngã ba nơi Nhuận và đồng nghiệp Tôn Tiểu Kỳ tạm biệt nhau cũng nằm ở làng Bao Hà. Không lẽ nạn nhân lại chính là Tạ Mộ Nhuận? Cảnh sát cùng với Lưu Tam Đệ nhanh chóng đến địa điểm nói trên để tìm hiểu tình hình. Nơi phát hiện ra thi thể là một ruộng rau thuộc sở hữu của bà Thái Tuần Thượng. Bà Thượng nói rằng sáng ngày hôm nay ra ruộng rau để hái ít đậu cô ve đem ra chợ bán. Khi vừa tới nơi, thứ bà nhìn thấy đầu tiên là vật thể trăng trắng, mới đầu cứ nghĩ là xác lợn, nhưng ai ngờ nó là thi thể của một người phụ nữ đáng thương nào đó. Lưu Tam Đệ nhìn người phụ nữ, nước mắt bắt đầu tuôn ra. Anh vừa khóc, vừa xác nhận với cảnh sát, đó chính là vợ của mình, Tạ Mộ Nhuận. Lúc này, vụ mất tích bí ẩn đã trở thành một án mạng nghiêm trọng. Lực lượng chức năng bắt đầu thiết lập rào chắn, đồng thời thành lập tổ chuyên án. Lúc này, người dân trong làng cũng không tránh khỏi tò mò, họ tập trung xung quanh rất đông. Công tác khám nghiệm tử thi gấp rút được tiến hành. Tạ Mộ Nhuận tử vong trong tư thế nằm ngửa, bán khỏa thân. Quan sát luống đậu của bà Thượng, chiếc áo thun màu vàng và áo nội y của Tạ Mộ Nhuận kéo lên quá ngực. Chiếc quần váy màu đen rách toạc được dùng để trùm phần đầu. Trên dàn đậu cô ve, cảnh sát còn tìm thấy chiếc quần nội y màu trắng của nạn nhân. Chiếc quần nội y này cũng bị xé rách.
vị trí cổ của nạn nhân xuất hiện vết xiết rõ ràng. Cảnh sát tin rằng đây là nguyên nhân tử vong. Phần thân dưới không được che chắn để lộ ra bộ phận sinh dục sưng tấy, chảy máu và bị tổn thương khá nghiêm trọng. Khắp người nạn nhân, từ mặt cho đến chân, tay đều có vết tím bầm. Vết thương hở không gây chảy máu nhiều, chỉ rườm máu xung quanh. Lực lượng chức năng nhận định những vết thương hở này có thể gây ra ở trong quá trình giằng co giữa Tạ Mộ Nhuận và hung thủ. Khả năng cao, hung thủ đã dùng tay cào cấu vào người Nhuận rất mạnh để khống chế hành vi dãy dụa của cô. Tạ Mộ Nhuận nằm trên luống tỏi tây, tại vị trí đặt thi thể xuất hiện nhiều dấu vết trượt dài. Đất ở đây vung lên, áo và gương mặt của nạn nhân còn dính lá tỏi tây, cỏ xanh và lá cây khô. Đội điều tra nhận định khoảng đất này rất có thể là hiện trường đầu tiên của vụ án, thậm chí nạn nhân đã trải qua quá trình nỗ lực chống cự mạnh mẽ với hung thủ trước khi bị người này ra tay sát hại. Điều khiến mọi người khó hiểu đó là bộ phận sinh dục bị nhét rất nhiều tỏi tây. Bà Thượng nói với cảnh sát rằng đám tỏi tây của mình thất thoát một số, có lẽ hung thủ đã đào chúng lên và nhét vào âm đạo của nạn nhân. Hành vi trên chỉ ra rằng hung thủ có tâm lý vô cùng biến thái. Người này dường như có hứng thú với việc hành hạ thi thể nạn nhân, đặc biệt là ở các bộ phận nhạy cảm. Khi khám nghiệm ở trong âm đạo, các bác sĩ pháp y thu thập mẫu tinh dịch còn sót lại. Với tình tiết kể trên, về cơ bản, cảnh sát nhận định đây là một vụ tấn công tình dục và giết người có tính chất đặc biệt man dợ. Không nằm ngoài dự đoán trước đó, nguyên nhân tử vong được các bác sĩ pháp y xác định là ngạt cơ học do bị xiết cổ. Về thời điểm tử vong, ước chừng rơi vào khoảng 8 giờ 30 đến 9 giờ tối hôm qua, ngày 5 tháng 7. Nhuận và đồng nghiệp chia tay nhau tại ngã ba đường tầm 8 giờ, từ ngã ba cho đến ruộng rau cách một đoạn không xa. Căn cứ theo báo cáo pháp y, dường như Tạ Mộ Nhuận đã trải qua hơn 30 phút bị hành hạ về thể xác trước khi tử vong. Có lẽ vì quá đau đớn và uất ức nên cô thậm chí không nhắm mắt, mãi cho đến khi người chồng Lưu Tam Đệ tới vuốt lại. Trong khi các bác sĩ pháp y vẫn tiếp tục phân tích tình trạng của thi thể, thì đội điều tra đã bắt đầu mở rộng kiểm tra hiện trường xung quanh với hy vọng tìm được manh mối hữu ích về hung thủ. Trong quá trình rà soát kỹ lưỡng, cảnh sát tìm thấy một đôi dép quai hậu màu trắng, chiếc đèn pin cầm tay màu đen nằm cách thi thể không xa. Hai vật thể này được người nhà xác định thuộc về Tạ Mộ Nhuận. Đôi dép quai hậu là món quà sinh nhật tuổi 30 mà chồng vừa mua tặng cho cô vài ngày trước. Còn chiếc đèn pin cầm tay, đệ giải thích rằng vì cung đường từ nhà máy về nhà có những đoạn hơi tối nên những ngày tăng ca vợ mình luôn mang theo. Nhuận đi làm và ăn cơm trưa tại nhà máy cho nên tư trang cũng khá đơn giản. Hàng ngày, cô đều mang theo một chiếc túi vải màu đen, ở bên trong đựng ví tiền, khăn giấy và một vài món đồ vệ sinh. Hiện tại, cảnh sát không tìm thấy chiếc túi đen mà đệ đề cập tới. Ngoài ra, phương tiện di chuyển của Nhuận là chiếc xe đạp cũ cũng biến mất. Lực lượng chức năng nhận định, ngoài tấn công tình dục và giết người, hung thủ còn đánh cắp tài sản của nạn nhân. Việc quan trọng hiện tại chắc chắn là phải tìm ra đâu là động cơ chính của hung thủ ở trong vụ án này. Hung thủ là một tên biến thái vốn định xâm hại nạn nhân trước khi bỏ trốn đã thực hiện hành vi ăn trộm. Hay hung thủ âm mưu cướp giật nhưng trong quá trình gây án bỗng nổi cơn thú tính nên điên cuồng chiếm đoạt cơ thể. Và một câu hỏi nữa được đặt ra đó là hung thủ có quen biết gì với nạn nhân hay không, hay hắn chỉ ra tay ngẫu nhiên. Theo như hướng suy luận bên trên, cảnh sát bắt đầu vạch ra những phương án điều tra. Trong khi một nhóm tiếp tục phân tích hiện trường thì một nhóm sẽ phân tích các mối quan hệ xã hội của nạn nhân cũng như tìm hiểu về những đối tượng từng có tiền án tiền sự về tội trộm cắp, hiếp dâm trên địa bàn. Cảnh sát cũng nhận định rằng nếu đây là một tên biến thái cuồng dâm thì nguy cơ tái phạm tội là rất lớn. Chính vì vậy, công tác điều tra càng trở nên gấp rút, đồng thời phải huy động thêm lực lượng lớn nhân lực để hỗ trợ. Hiện trường vụ án là ruộng rau của bà Thượng. Đất ở xung quanh đó toàn bộ được tận dụng để trồng rau. Các ruộng rau hầu hết mới vào giai đoạn gieo trồng. Hơn nữa, chủ yếu là rau màu nên không quá cao. Mặc dù nơi đây nằm tương đối khuất với khu dân cư, nhưng không phải là không có xe cộ lưu thông qua lại. Việc hành động ngay tại vị trí này cho thấy tên sát nhân quả thật rất manh động. Cảnh sát nhận định tên này có thể bị tình trạng biến thái cấp độ cao, những đối tượng mà khi nhìn thấy nữ giới là không thể kiềm chế được bản thân và bắt đầu hành động liều lĩnh. Nơi phát hiện ra thi thể cách đường lớn chưa tới 50 mét
đoạn đường bê tông này thường xuyên có nhiều xe tải, xe công nông di chuyển, nhưng có một nhược điểm là không được trang bị đèn đường, cho nên ít người dám đi bộ vào ban đêm. Có lẽ chính vì nắm được đặc điểm quan trọng này nên tên côn đồ đã mai phục và tấn công nạn nhân một cách bất ngờ. Và nếu như hung thủ cố tình chọn địa điểm thuận lợi để gây án thì từ đây cũng có rất nhiều suy luận được đưa ra. Thứ nhất, khả năng cao hung thủ là người dân địa phương hoặc ít nhất từng lưu trú ở đây. Đồng thời đây rõ ràng không phải hành động ngẫu nhiên mà dường như được lên kế hoạch từ trước. Hiện tại, ngoài việc khoanh vùng những đối tượng từng có tiền án tiền sự, thì một trong những ưu tiên quan trọng đó chính là lần ra chiếc xe đạp mất tích của Tạ Mộ Nhuận. Người thân, bạn bè và đồng nghiệp đánh giá Tạ Mộ Nhuận có ngoại hình xinh đẹp nhưng tính cách thì đi ngược lại. Cô khá nóng nảy, làm quản đốc cho một bộ phận trong nhà máy khiến cho tính cách này ngày càng thái quá. Cũng vì thái độ không thân thiện nên vô tình tạo ra khoảng cách với nhiều người. Theo như chia sẻ của nữ đồng nghiệp Tôn Tiểu Kỳ, cô đề cập đến một thanh niên trẻ tuổi tại nhà máy, thường hay có biểu hiện ve vãn trước mặt và trêu chọc Tạ Mộ Nhuận. Tạ Mộ Nhuận không hề khó chịu mà ngược lại rất thoải mái với các hành động này. Đứng trên phương diện là một người đồng nghiệp và cũng là bạn thân, Kỳ đoán rằng Nhuận có chút tình ý gì đó với đối phương. Kỳ không dám chắc về điều này nhưng có phần đáng nghi bởi vì không những với Nhuận mà với một số cô gái trẻ khác tại nhà máy, người thanh niên này cũng có những biểu hiện y như vậy. Ngay lập tức, nam thanh niên tên Triệu Vĩnh Tú được cảnh sát xếp vào diện tình nghi. Triệu Vĩnh Tú, 26 tuổi, là công nhân nhập cư đến từ tỉnh Hà Nam, cùng bố mẹ đến Thành Đô làm việc 2 năm nay. Dựa theo địa chỉ có được, đội điều tra nhanh chóng cử người đến nhà Triệu Vĩnh Tú để tìm hiểu từ anh ta một số thông tin. Khi nhìn thấy cảnh sát tới, Tú tỏ ra vẻ bình tĩnh lạ thường. Tú chủ động hỏi vì sao các cán bộ lại đến nhà mình, đồng thời hỏi rằng họ đến đây tìm ai. Đội điều tra nhắc đến cái tên Tạ Mộ Nhuận, Tú lập tức nhận ra và nói cô ấy là đồng nghiệp làm chung nhà máy. Nhưng Tú cũng rất thắc mắc lý do nhắc đến Nhuận. Anh ta hỏi rằng liệu cô đã xảy ra chuyện gì hay chăng. Trong suốt quá trình thẩm vấn, đội điều tra để ý rất kỹ biểu hiện trên gương mặt của Triệu Vĩnh Tú. Tuy sắc mặt của anh ta từ đầu tới giờ vẫn không thay đổi, sau khi nghe tin Tạ Mộ Nhuận bị ai đó sát hại dã man, Tú la lên và liên tục hỏi cảnh sát liệu rằng có nhầm người hay không, bởi vì tối qua anh còn nhìn thấy Nhuận cùng một đồng nghiệp nữ dắt xe ra cổng nhà máy. Xét về phản ứng ngạc nhiên của nghi phạm, cảnh sát cho rằng nó khá thật. Tuy nhiên, cũng theo như nguồn tin thu thập được trước đó, Tú là đối tượng khá xảo quyệt, không loại trừ phương án anh ta có sự chuẩn bị từ trước. Cảnh sát tiếp tục tra hỏi về hành tung của Tú vào buổi tối hôm qua. Tú khai, ngày hôm qua nhà máy tăng ca, khoảng 8 giờ tối, anh ta đi bộ một mạch trở về nhà. Lúc về tới nhà là khoảng 8 giờ 30 phút, khi đó cả gia đình đều đã đi ngủ nên anh ta vào nhà tắm. Tắm xong, ăn cơm thì liền lên giường nghỉ ngơi vì cảm thấy mệt trong người. Tú khẳng định mình đã ngủ đến tận sáng, chuẩn bị đi làm thì bất ngờ cảnh sát đến. Anh ta cố gắng giải thích với cảnh sát rằng mình không có lý do gì sát hại Tạ Mộ Nhuận và cũng hoàn toàn không có thời gian làm việc đó. Hiện tại vẫn chưa có bằng chứng gì cho thấy Tú vô tội, nhưng cũng không ai có thể chứng minh được anh ta ngoại phạm. Chính vì vậy, trong khi tiếp tục tìm kiếm manh mối thì cảnh sát vẫn bí mật theo dõi và quan sát xem Tú có bất cứ biểu hiện khác thường nào hay không. Buổi chiều cùng ngày, cảnh sát nhận được trình báo từ một người phụ nữ họ Trương, hàng xóm của Tạ Mộ Nhuận. Trương nói rằng mình nhìn thấy có người cưỡi chiếc xe đạp cũ của Nhuận, người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi. Tiến hành điều tra chi tiết về đối tượng này, cảnh sát khá bất ngờ khi phát hiện ra người đang đi chiếc xe đạp của Nhuận là ông Triệu Vĩnh Thời, bố ruột của thanh niên Triệu Vĩnh Tú, làm cùng nhà máy với nạn nhân. Thông tin này một lần nữa làm dấy lên nghi vấn của đội điều tra về Triệu Vĩnh Tú. Họ quyết định quay trở lại thẩm vấn riêng hai bố con Thời và Tú. Tú nói rằng nhà mình không sở hữu bất cứ chiếc xe đạp nào. Chiếc mà bố đi, anh ta trông rất quen, giống như là từng nhìn thấy ở đâu đó, nhưng chẳng rõ là của ai. Khác với thái độ bình tĩnh của con trai đối diện với sự chất vấn của cảnh sát, Triệu Vĩnh Thời tỏ ra lo lắng. Cảnh sát có thể thấy chân tay của ông run rẩy, giọng điệu không mạch lạc. Những chi tiết trên càng khiến cho họ nghi ngờ nhiều hơn, bởi vì nếu như không có chuyện gì uẩn khúc, thì tại sao thái độ của Thời khác thường đến như vậy? Trả lời các câu hỏi của lực lượng chức năng, Thời có chút hoảng loạn. Ông ta nói rằng chiếc xe đạp này không rõ là thuộc về ai.
Chỉ là sáng ngày hôm nay, trong lúc đi tập thể dục trên đường thì nhìn thấy nó nằm ngay ở dưới mương nước. Thoạt nhìn qua thì vẻ ngoài của chiếc xe đạp hơi cũ, nhưng khi đưa nó lên thì cảm thấy vẫn còn chạy tốt. Gọi mãi nhưng không thấy ai, nghĩ nó là đồ người ta bỏ đi nên Thời quyết định mang về, cần thiết thì sẽ mang sơn lại rồi sử dụng. Thời đưa cảnh sát tới nơi, chỉ ra vị trí con mương nơi mình tìm thấy chiếc xe đạp. Sau khi quan sát, khoảng cách ước chừng từ chiếc xe đạp đến ruộng rau nơi phát hiện ra thi thể chỉ khoảng 50 mét. Đội điều tra cho rằng nếu như lời khai của Thời là đúng thì có lẽ hung thủ đã bắt gặp Tạ Mộ Nhuận từ đoạn đường gần con mương, sau đó khống chế cô ra ruộng rau của bà Thượng và bắt đầu thực hiện hành vi tấn công ở đó. Điều cần thiết hiện tại là phải xác minh lời khai của hai bố con Thời và Tú. Sau khi thẩm vấn chuyên sâu, đội điều tra ngay lập tức phát hiện điểm không trùng khớp trong lời khai của họ. Trong khi Tú nói mình về nhà vào khoảng 8 giờ 30 tối và mọi người đều đã đi ngủ vào thời điểm đó, thì ông Thời lại trả lời phiên bản khác hoàn toàn. Vậy đâu mới là sự thật? Triệu Vĩnh Thời và vợ khẳng định con trai phải đến 23 giờ đêm mới về đến nhà. Khi đó, bộ dạng của anh ta hết sức nhếch nhác, quần áo xộc xệch, hai tay xuất hiện vết bầm giống như là vừa đánh nhau với ai đó. Tú cũng chẳng thèm trả lời câu hỏi của hai ông bà, không tắm, không ăn cơm mà liền leo lên giường ngủ. Anh ta liên tục chửi bới ai đó, thái độ có phần căm phẫn. Đội điều tra yêu cầu kiểm tra tay của Tú thì xác nhận có vết bầm tím giống như lời ông Thời nói. Ngoài ra, cảnh sát còn phát hiện ở bên má trái của anh ta có dấu hiệu bị sưng lên. Đối diện với sự nghi ngờ của cảnh sát, Tú nói rằng hôm qua sau khi tan làm thì xảy ra xô xát với nam đồng nghiệp trung tổ. Kết quả là bị xây xước nhẹ nhưng không quá nghiêm trọng. Triệu Vinh Tú càng nói càng cho thấy thiếu logic. Rõ ràng lần trước anh ta khẳng định một mạch về nhà, nhưng lần này thì lại trình bày một câu chuyện khác. Đội điều tra sau đó đã đối chứng lời khai của Thời và Tú. Lúc này Tú mới khẳng định mình nói dối. Tối hôm qua, Tú không về nhà ngay sau khi tan ca mà chuyển hướng đến nhà một người phụ nữ tên Thái Tú Liên, làm cùng nhà máy nhưng khác bộ phận. Giữa Liên và Tú có mối quan hệ gian díu mập mờ bởi vì cô vốn đã có chồng nhưng chồng đi làm ăn xa trên thành phố. Tú tan ca lúc 20 giờ, đi bộ từ quãng đường nhà máy cho đến nhà Thái Tú Liên phải mất gần 15 phút. Sau khi tới nơi, Liên mở cửa cho nhân tình vào nhà. Hai người ngủ với nhau, mãi cho đến gần 2 tiếng sau thì chồng Liên, anh Vĩ đột ngột trở về. Nhìn thấy cảnh tượng vợ và người đàn ông khác trên giường, chồng Liên đã lao tới đánh cả cô và Tú một trận. Vết thương ở trên người Tú hiện tại chính là do nguyên nhân này. Đi cùng Vĩ là một đối tượng nam giới khác, hình như là em trai của anh ta. Để kiểm chứng lời khai của Triệu Vĩnh Tú, cảnh sát đã triệu tập Liên, Vĩ và em trai của anh ta. Vĩ khai rằng tối hôm qua mình cùng em trai hành hung Tú vì hành vi ngủ với vợ mình. Trước đó, em trai của Vĩ tiết lộ rằng đang nghi ngờ chị dâu có nhân tình, nhiều lần lợi dụng lúc Vĩ không có ở nhà, họ đã gian díu với nhau ngay chính căn nhà của hai vợ chồng. Vĩ chột dạ vì nhận ra những biểu hiện khác thường của Liên mỗi khi cả hai gần gũi, cho nên quyết định bí mật trở về nhà kiểm tra. Khoảng 8 giờ, Vĩ theo chân Tú từ nhà máy thì phát hiện anh ta đi theo con đường hướng về nhà mình. Tận mắt chứng kiến vợ ngoại tình, Vĩ không bước vào can thiệp vội mà rủ thêm em trai đến. Do tình huống bất ngờ nên Tú không thể tẩu thoát, kết quả bị nhiều thương tích trên cơ thể. Mặc dù chẳng ưa gì Tú, nhưng Vĩ có thể xác nhận với cảnh sát rằng anh ta hoàn toàn không có thời gian gây ra án mạng. Hiện tại, Triệu Vĩnh Tú có bằng chứng ngoại phạm nên cảnh sát đã loại anh ta ra khỏi diện tình nghi. Lúc này, cảnh sát chuyển hướng sang bố Tú, ông Triệu Vĩnh Thời. Theo lời khai của bà Lưu, vợ ông Thời, bà xác nhận chồng mình không hề ra ngoài vào buổi tối hôm qua. Về trường hợp này, đội điều tra bắt đầu đưa ra suy luận. Họ cũng không tin khả năng Thời là hung thủ bởi vì lý do sau. Nếu như Thời gây án, thì việc ông ta công khai cưỡi chiếc xe đạp của nạn nhân chính là tự tạo bất lợi cho mình. Vốn dĩ chiếc xe đạp này không đáng giá bao nhiêu. Kẻ sát nhân với độ danh mãnh giống như phân tích trước đó thì liệu anh ta có tự vạch đường cho các cảnh sát tìm tới hay không? Một chi tiết quan trọng khác, theo như báo cáo pháp y, các bác sĩ đã tìm thấy trên móng tay của nạn nhân có một số mẫu da dính máu. Điều này chỉ ra rằng trong quá trình giằng co, cô đã cố gắng cào cấu vào người hung thủ, chắc chắn sẽ để lại vết thương trên cơ thể của đối phương. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng,
thì xác nhận Triệu Vĩnh Thời không hề xuất hiện bất cứ dấu tích của sự xây xước nào cả. Tổng hợp tất cả những tình tiết trên, lực lượng chức năng cũng đã loại bỏ phương án Thời chính là hung thủ. Lần lượt, hai nghi phạm đã được loại trừ, cảnh sát lại tiếp tục khoanh vùng một số đối tượng có tiền án tiền sự trong khu vực. Theo như tìm hiểu được, tại thị trấn Hoàng Thủy có một người đàn ông tên Đồng Thiệu Văn từng ngồi tù 3 năm vì hành vi cướp giật và hành hung người khác. Tuy nhiên, khi đến nhà điều tra thì xác nhận người này đi làm ăn xa ở Giang Tô kể từ khi được trả tự do. Không có thông tin nào chỉ ra Văn đã trở về quê vào thời điểm xảy ra án mạng. Khi thời gian trôi qua khá lâu nhưng hung thủ vẫn còn là một ẩn số, điều này gây ra sự hoang mang không hề nhỏ cho người dân địa phương, đồng thời áp lực cũng đè nặng lên phía lực lượng chức năng. Hàng ngày, các viên cảnh sát thụ lý vụ án vẫn kiên trì làm việc, nhưng dường như nỗ lực vẫn là chưa đủ. Ngày 22 tháng 10 năm 2000, chuông báo động tại đồn cảnh sát thành phố Thành Đô lại vang lên. Các viên cảnh sát đang thảo luận trong cuộc họp giật mình. Họ vô cùng ngạc nhiên khi trình báo lại đến từ thị trấn Hoàng Thủy. Vụ án tấn công tình dục, giết người lại tiếp tục xảy ra tại địa phương này. Tuy nhiên, tính chất của vụ án nghiêm trọng hơn gấp nhiều lần. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cuộc họp giao ban lập tức bị trì hoãn. Toàn bộ thành viên ở trong căn phòng cảnh sát gấp rút lái xe đến hiện trường để tìm hiểu sự việc. Một người dân trong làng Bao Hà kể lại, sáng sớm ngày hôm nay, trong lúc đi bộ thể dục, ông chợt ngửi thấy mùi hôi hám ở bên con mương ven đường. Hình như nó xuất phát từ một chiếc túi dệt màu vàng có kích thước tương đối lớn. Với chức vụ trưởng thôn, ông Lai chắc chắn không thể nào thấy rác mà không nhặt lên. Khi vớt chiếc túi dệt màu vàng lên trên bờ, sợi dây buộc miệng túi bất ngờ bung ra, mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi. Lai bất cẩn làm rơi chiếc túi xuống đường. Từ bên trong chiếc túi dệt lớn này lộ ra một thi thể nữ mất đầu, mất tay, chân và đang trong tình trạng trương phình. Thi thể được quấn ở trong nửa tấm ga giường. Ông Lai cảm giác như người mất hồn vì năm nay đã hơn 70 tuổi nhưng chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đến như vậy. Từ các vị trí bị cắt, máu đã khô lại và chuyển sang màu nâu thẫm. Cảnh sát nhận định đây là một vụ giết người và phân xác với tính chất dã man nhất từ trước đến giờ tại địa phương Hoàng Thủy nói riêng và thành phố Thành Đô nói chung. Trong âm đạo của nạn nhân, các bác sĩ pháp y thu được tinh dịch còn sót lại. Người phụ nữ trong tình trạng khỏa thân, tinh dịch trong cơ thể. Dựa trên hai chi tiết này, đội điều tra bắt đầu kết luận đây là vụ án tấn công tình dục, giết người và phân xác có tính chất vô cùng nghiêm trọng. Sau khi khám nghiệm tử thi, pháp y suy đoán thời điểm tử vong là vào khoảng 2 đến 3 ngày trước. Với thời gian này, vốn dĩ không đạt tới mức độ bốc mùi hôi thối, nhưng do bị vứt dưới thời tiết nắng nóng gần 30 độ, tốc độ tạo mùi và phân hủy cũng nhanh hơn mức bình thường. Để có thể phân đầu tứ chi ra nhưng lại không để lại quá nhiều dấu vết chồng chéo, cảnh sát cho rằng hung khí là con dao xương sắc bén. Đồng thời, hung thủ phải quen với hình thức phân chia tương tự như vậy, cũng có thể người này làm nghề đồ tể chẳng hạn. Việc sát hại một người đã quá nghiêm trọng, tuy nhiên ở trong trường hợp này không chỉ giết người mà còn phân xác, thì dường như hung thủ đã đạt tới cảnh giới của sự biến chất. Không loại trừ khả năng tên sát nhân là tội phạm chuyên nghiệp từng gây án nhiều lần trước đó. Sau khi xử lý hiện trường, một số thanh niên ở trong đội điều tra quay trở lại đồn cảnh sát. Tại đây, họ tình cờ gặp Trương Tiểu Long, một người dân sống ở làng Bao Hà. Long nói với cảnh sát rằng vợ mình Dương Mẫn đã không về nhà 2 ngày. Theo như thông tin do Long cung cấp, thời điểm biến mất của Mẫn là ngày 20 tháng 10. Sự trùng hợp khiến cho cảnh sát cảm thấy rất nghi ngờ. Họ liền cùng Trương Tiểu Long đi nhận diện thi thể. Tuy nhiên, việc nhận diện gặp khó khăn vì hiện tại đầu của nạn nhân nữ vẫn chưa được tìm thấy. Kể cả Dương Mẫn và nạn nhân đều không có đặc điểm riêng biệt nào trên cơ thể. Nhiệm vụ cấp thiết lúc này chắc chắn là phải tìm ra phần còn lại của thi thể. Công cuộc tìm kiếm được triển khai với quy mô lớn, với lực lượng lên đến gần 20 người, cùng với sự hỗ trợ của dân làng. Đến 16 giờ chiều cùng ngày, cảnh sát phát hiện chiếc túi dệt chứa một đầu nữ, 8 đoạn tứ chi bị cắt lìa một cách gọn gàng. Túi dệt nằm tại mương nước ở làng bên cạnh. Ngoài thi thể thì ở bên trong còn có một chiếc áo khoác và một chiếc đèn pin cầm tay. Gương mặt, áo khoác và chiếc đèn pin được Trương Tiểu Long xác nhận là vợ của mình. Sau khi tiến hành ghép nối các bộ phận được tìm thấy trong hai chiếc túi dệt cho ra một thi thể nguyên vẹn. Trong vòng 3 tháng,
liên tiếp hai vụ án mạng có tính chất nghiêm trọng tương tự nhau xảy ra tại địa phương. Cảnh sát cho rằng khả năng cao hung thủ là cùng một người. Tuy nhiên, so sánh với vụ ngày 6 tháng 7, thủ đoạn tàn ác của vụ thứ hai còn tàn ác hơn rất nhiều lần. Đầu và các chi bị cắt xén một cách dã man, kẻ sát nhân đã cố tình vứt thi thể ở nhiều địa điểm khác nhau với động cơ đánh lạc hướng cảnh sát, gây khó khăn cho công tác điều tra. Điều này cho thấy, sau lần gây án đầu tiên, kẻ sát nhân có những hành động tinh vi và xảo quyệt hơn nhiều. Qua phân tích tại địa điểm phi tang thi thể, cộng với hiện trường của vụ án ngày 6 tháng 7, cảnh sát vẫn cho rằng hung thủ đến từ thị trấn Hoàng Thủy, khả năng cao là dân địa phương. Người này rất danh mãnh, có thể qua mặt lực lượng chức năng trong thời gian dài. Phân tích những manh mối thu thập được tại hiện trường, cụ thể là chiếc túi dệt. Ở bên trong chiếc túi dệt còn phát hiện ra một cây măng và một ít cám gạo vương vãi. Cảnh sát đánh giá cây măng này to và lùn, theo như được biết, măng này mọc ở trong khu vực làng Bình Ba. Cám gạo có hai loại, một loại là cám gạo do nông dân tự làm, được làm bằng máy móc cũ, năng suất thấp, hạt cám không mịn màng. Loại còn lại được chế biến bởi các nhà máy chuyên nghiệp cho ra cám mịn, hầu như không bị tấm. Cám gạo ở trong chiếc túi dệt thuộc loại thứ hai, đây trở thành manh mối hữu ích ở trong việc điều tra. Cảnh sát tin rằng nếu như tìm hiểu những túi đựng cám gạo đang lưu hành ở trên thị trường thông qua các kênh thu mua thì sẽ nhanh chóng tìm ra được thủ phạm thực sự. Từ thông tin in trên bao bì, cảnh sát xác định cám gạo do công ty Sơn Long Chính Đại sản xuất. Công ty này phân phối sản phẩm trên khắp cả nước, có hơn 1.000 cửa hàng đại lý. Nhân viên bán hàng cho công ty tiết lộ với cảnh sát rằng, để thuận tiện cho việc thống kê, công ty ấn một mã số duy nhất cho mỗi đại lý bán hàng và yêu cầu phải nghiêm ngặt mỗi khi đại lý chỉ bán được hàng trong một khu vực cố định. Ở trên chiếc túi mà kẻ sát nhân đựng có ghi 344 là dãy số hàng bán của nhà phân phối ở thị trấn Hoàng Thủy. Sau khi ghi nhận thông tin, cảnh sát đã ập vào và nhanh chóng tìm ra trang trại nuôi gà. Công nhân tại trang trại gà cho biết, chiếc túi rỗng được bán lại cho một người phụ nữ làm cám gạo tại nhà tên Trương Mỹ Giai. Khi cảnh sát đến sân nhà Trương Mỹ Giai thì phát hiện đã đến đúng nơi vì xung quanh toàn là bụi tre, đồng thời có nhiều vỏ trấu rải rác. Cảnh sát đã điều tra Trương Mỹ Giai và phát hiện cô có một người anh trai tên Trương Bân, 32 tuổi, từng bị kết án 8 năm tù vì tội trộm cắp tài sản, hiện đã mãn hạn. Lúc này, Trương Bân trở thành nghi phạm chính, mọi người chuẩn bị bắt giữ anh ta. Nhưng không ngờ rằng Trương Bân đã rời đi. Gia đình cho biết Bân làm việc tại một mỏ than ở Phàn Chi Hoa. Ngày 15 tháng 11, các nhà điều tra đã đến Phàn Chi Hoa, nhưng ở đây có đến hàng chục nghìn mỏ than và hàng chục nghìn lao động hợp pháp cũng như lao động bất hợp pháp. Họ có thể tìm thấy nghi phạm ở đâu. Trưa ngày 20 tháng 11, cảnh sát địa phương đã bắt được một tên trộm trong mỏ than. Điều không ngờ, đây chính là Trương Bân mà họ tìm kiếm. Trương Bân nhanh chóng thú nhận hành vi trộm cắp của mình, nhưng phủ nhận cả hai vụ giết người. Văn phòng cảnh sát thành phố đã cử một đội điều tra dấu vết và một đội cảnh khuyển đến thị trấn Hoàng Thủy để hỗ trợ giải quyết vụ án. Đầu tiên, cảnh sát dùng chiếc ga giường quấn thi thể tại hiện trường và cho cảnh khuyển đánh hơi. Ngay sau đó, họ được dẫn đến tủ đồ của nhà Trương Bân. Trong đó là nửa tấm ga trải giường với họa tiết trùng khớp với nửa chiếc ga trải giường được dùng để quấn thi thể nạn nhân Dương Mẫn. Trong bếp củi đã lâu không được sử dụng tại nhà Bân, cảnh sát tìm thấy một chiếc thớt gỗ và một con dao xương khô đã dính máu. Sau khi đối chiếu DNA, xác định vết máu thuộc về nạn nhân Dương Mẫn. DNA trong tinh dịch thu được tại âm đạo của Mẫn và Nhuận đều thuộc về Bân. Trước những bằng chứng xác đáng trên, Trương Bân hết đường chối cãi, hắn ta cúi đầu khai nhận tội ác dã man của mình. Sau khi ra tù vì tội trộm cắp, Bân không những không ăn năn mà ngược lại còn ngạo mạn hơn. Vẫn không quên được thú vui phạm tội nên hắn ta lại bắt đầu sa vào tội ác. Ý định của Bân ban đầu chỉ là cướp giật, nhưng nhìn Tạ Mộ Nhuận trông khá xinh đẹp, trong lòng hắn nảy sinh nhiều ý đồ xấu xa. Đặc biệt là sau khi chạm vào cơ thể ấm áp của Nhuận, Bân càng bị kích thích, đã lâu không tiếp xúc với phụ nữ, hoàn toàn không kiềm chế được bản thân. Sau khi hành hung nạn nhân, tấn công tình dục, dùng tay siết cổ đến ngạt thở, để thỏa mãn ham muốn đồi trụy của mình, hắn thậm chí chọn cách nhét tỏi tây vào âm đạo. Trương Bân nói rằng là con trai được cưng chiều nhất trong gia đình, sự nuông chiều của cha mẹ đã khiến mình trở nên vô kỷ luật, bản thân có rất nhiều tật xấu. Sau khi vào tù, vẫn không có ý định ăn năn hối cải. Bân cho rằng làm tổn thương người khác là sứ mệnh của mình.
Tâm lý biến thái đã khiến cho Bân ngày càng manh động. Đối với nạn nhân thứ hai Dương Mẫn, sau khi tấn công tình dục, lấy đi tài sản, hắn về dùng dao xương, thớt gỗ, từ từ chặt đầu tứ chi của nạn nhân, sau đó xẻ nửa tấm ga trải giường ở trong nhà, đem quấn thi thể. Hắn lấy chiếc túi dệt mà em gái mua lại từ trang trại gà, cho từng phần thi thể vào, đem vứt ở nhiều nơi khác nhau với mục đích làm khó đội điều tra. Gia đình Bân sản xuất cám gạo theo phương pháp thủ công. Em gái hắn ta mua những chiếc túi dệt rỗng từ trang trại gà về, nhưng chưa kịp dùng thì hắn đã lấy đi, không ngờ trở thành manh mối phá án. Cả hai nạn nhân đều bị Trương Bân theo dõi, tấn công khi đi làm về vào ban đêm. Họ đi một mình nên rất dễ gây án. Vì gia đình của Trương Bân từ địa phương khác tới, quá khứ tù tội của hắn ta bị che giấu nên may mắn vượt qua lần thẩm vấn trên diện rộng của cảnh sát. Mặc dù vậy, tên sát nhân vẫn không thoát khỏi bản án tử hình vì hành vi man sợ này. Các bạn nghĩ sao về hung thủ và vụ án ngày hôm nay? Hãy bình luận phía bên dưới cho chúng mình biết với nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ án Thế giới để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.